Chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của hôm nay. Thì cũng sẽ có một chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn dành cho tất cả mọi người, các mẫu giày cầu lông nam, nữ cũng như là giày thời trang nam nữ nha mọi người. Hay có người xem đầu tiên xuất hiện tại live stream Hùng nhỉ? Hùng thực sự xin lỗi tất cả mọi người vì buổi live stream qua có một số vấn đề xảy ra nên Hùng phải kết thúc nó trước khi cho mọi người chơi mini game. Và đầu tiên em sẽ giới thiệu là giày cầu lông, xong sau đó em giới thiệu đến các mẫu giày thời trang và giày chạy nha. Ok, cảm ơn mọi người đã comment và ủng hộ Hùng, cảm ơn rất nhiều. Ok, mẫu giày đầu tiên, mẫu giày cầu lông có mã là Lightning AITM071 màu xanh dương, kết hợp màu xanh chuối, một mẫu giày rất đẹp thuộc dòng tầm cao của hãng Lightning với giá gốc là 499 tệ, tức là nó rơi vào khoảng 1.740.000 tiền Việt Nam. Và mẫu này có công nghệ chống lật cho mọi người. Công nghệ chống lật, mẫu này đi an toàn chân, không sợ bị lật. Cùng với đó là các chất liệu vải dệt của nó rất chắc chắn đấy các bạn. Cùng với đó chất da rất xịn, đây là giày tầm cao của hãng Lightning. Công nghệ Tube OS này, thấy mọi người thấy không? Chống lật đó. Đây công nghệ đế non-making này, công nghệ đế cao su chống mài mòn rất tốt. Và đặc biệt đây là mẫu giày có cái dòng đế, gọi là dòng đế dày nhất của hãng Lightning nha mọi người, chống lật nha. Mẫu giày 1.740.000 giảm giá chỉ còn 920.000. Và chỉ còn duy nhất một đôi 41 và duy nhất một đôi size 42. Thế nên là, đây là Hùng nói thật nha, còn mấy đôi thì Hùng sẽ nói. Còn duy nhất một đôi size 41 và một đôi size 42, 1.740.000 sale còn 920.000. Ngoài ra thì mọi người sẽ được tặng cuốn cán chống trơn, đặc trị mồ hôi tay chân tuyệt vời, cùng với đó là móc khóa cầu lông lưu niệm. Đây ạ, móc khóa Hùng đang sử dụng đây. Mua giày sẽ được tặng hai cuốn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay và trơn tuyệt vời do độc quyền Hùng phân phối, dành cho những người bị mồ hôi tay và trơn tuyệt vời. Và cùng đó là móc khóa cầu lông kim loại rất là xinh xắn, rất là cute và đáng yêu đúng không ạ? Đó là mẫu giày đầu tiên mà Hùng muốn gửi đến mọi người. Ok, tiếp theo một mẫu giày nữa còn rất tuyệt vời các bạn ạ. Đó là sau Tết Hùng mới ôm được vài đôi. Đây chính là mẫu giày Lightning AITM105, một trong những mẫu giày mà Hùng yêu thích nhất, bởi vì đây là dòng đế mà Hùng yêu thích nhất. Dòng đế này ra mắt vào tháng 6 năm 2017, công nghệ đế mới nhất, cải tiến mới nhất của hãng Lightning. Đặc điểm của dòng đế này đó là có công nghệ chống lật, cùng với đó là nó là đế công nghệ mới, nó nhẹ hơn so với các dòng đế cũ, cùng và nó êm hơn. Hùng đánh giá đây là dòng đế êm nhất của hãng Lightning. Êm nhất của hãng Lightning trừ dòng cao cấp thôi nhá. Hùng không nói đến dòng cao cấp, thực ra ấy, các dòng cao cấp chưa chắc đã êm bằng cái này. Chỉ có 1-2 dòng cao cấp nào có thể so sánh với độ êm của đôi giày này thôi. Giày cao cấp của Lightning, Hùng nói thẳng là tốt nhất mọi người nên mua giày tầm cao thôi, chứ đừng mua giày cao cấp, bởi vì giày cao cấp nó đắt mà thường nó sẽ nặng các bạn. Thường nó nặng và nó không phải cao cấp là nó êm đâu. Không phải tư vấn thẳng cho mọi người thế. Cứ mua những mẫu giày tầm cao này là được này. Mẫu này giá 1.740.000 giảm còn 880.000 thôi mọi người nhá. Đợt này thì đợt trước Tết thì Hùng bán nó với giá 850, nhưng đợt này Hùng nhập giá cao hơn khá là nhiều. Tuy nhiên Hùng vẫn sẽ cố để cho mọi người mức giá tốt, đó là mức giá 850.000. Và đây, cái màu sắc đang xuất hiện tại live stream tại thời điểm này, đây chính là màu sắc chuẩn nhất của đôi giày nha mọi người. Đây là màu sắc chuẩn nhất của đôi giày. Đây là màu sắc chuẩn nhất của đôi giày. Mẫu giày này giảm trấn cực kỳ tốt, đi rất êm, chống lật, và chất liệu da của nó cũng rất xịn. Nên mọi người, Hùng quay sát cho mọi người xem này. Đây các lưới thoáng khí đây. Nói chung đây là mẫu giày áp dụng những công nghệ mới nhất và hàng đầu của hãng Lightning, rất là tuyệt vời ạ. Em chào chị Thu Hương xinh đẹp của em, chị gái tuyệt vời của em. Hello anh Đức Hoàng nha, em chào chị Thu Hương nha. Hôm nay chị Thu Hương cũng live stream đi để em có thể vào cổ vũ chị Thu Hương nào. 830.000 cho mọi người, đây mã giày đây. Và Hùng cam đoan tất cả các sản phẩm Lightning bên Hùng chính hãng 100%, có thể check code kiểm tra chính hãng trực tiếp trên trang chủ Lightning. Hàng giả 1-10 nha các bạn. 1-10, 10-100 luôn. Có ai muốn mua 10 đôi giày của Hùng và với hy vọng là Hùng sẽ đền cho 100 đôi giày không ạ? Dĩ nhiên cơ hội đó sẽ không có cho các bạn, bởi vì sản phẩm bên Hùng đều là chính hãng hết. Ok,
Nếu mọi người không thích màu cam chói lóa vừa rồi, không thích màu xanh của đôi ITM071, thì mọi người với những ai phong cách cổ điển đơn giản thì mọi người có thể xem xét đôi giày này. Đôi giày này mã là Lightning ITM081 và đang là đôi giày Hùng đang đi. Đây là đôi giày Hùng đang sử dụng nha. Giá của nó, giá gốc của nó 1.740.000 và giảm còn 850.000 thôi. Tuy nhiên thì đôi này chỉ còn duy nhất size 41 thôi. Nếu ai đi size 41 thì hãy liên hệ Hùng. Và các bạn hãy giúp chia sẻ live stream này để các người, những người bạn của các bạn có thể biết rằng trên Facebook có một thằng tên là Sport Hùng. Nó rất đam mê cầu lông và nó bán giày rất rẻ. Nó bán giày rẻ bằng một nửa, chỉ bằng một nửa của mua ngoài cửa hàng thôi. Và đều là sản phẩm chính hãng, chất lượng, mẫu ma mới nhất và đẹp nhất nha. Để các người bạn của các bạn có thể được sở hữu những sản phẩm chính hãng, chất lượng và lại được tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Đấy cũng là mong muốn của Hùng. Đó, mẫu giày này cũng sử dụng công đế, giống công nghệ đế giảm chấn mới nhất của Lightning, giống như mẫu cam. Nói chung nó gần giống hệt mẫu cam. Về nói chung giống mẫu cam nhưng mà chỉ là các chất liệu da phía bên trên thì nó thiết kế khó so, phía bên trên thì nó khác một chút ạ. Đây có các lỗ thoáng khí đấy các bạn, chất liệu da khá ok. Hùng đang đi đôi này thiết kế rất đơn giản dành cho những người không thích chói lóa. Và Hùng sau nhiều thời gian Hùng sử dụng những mẫu giày màu sắc lè lẹt nhiều rồi thì bây giờ Hùng chuyển sang phong cách đơn giản và Hùng đang đi mẫu giày này nha. Còn duy nhất size 41 nha mọi người. Vâng, hôm nay thì thực sự thì nó đã là hàng sân giảm giá và nó đã là hàng hiếm rồi ấy, thì sẽ không có nhiều mẫu cho mọi người lựa chọn. Bởi vậy đây sẽ là mẫu giày cuối cùng mà Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người. Và đây cũng là mẫu giày mà Hùng nghĩ là nó sẽ là mẫu giày được nhiều người ưa chuộng nhất, bởi vì nó là mẫu giày doanh số cao nhất bên Hùng. Mẫu giày Lightning ITM001 thuộc là mẫu giày tầm trung của hãng Lightning. Giá gốc là 1.200.000, đôi trắng vừa rồi là 850.000 nha, 1.740.000 giảm xuống còn 850.000. Còn đôi này, đây là mẫu giày tầm trung của hãng Lightning. Công nghệ đây, da của nó cũng rất là xịn, mọi người có thể nhìn ạ. Da của nó đây, thiết kế rất là độc đáo, có 4 đường viền này để nó thông khí đấy, thông thoáng khí để các bạn đi nó không bị bí chân. Đây là công nghệ đế lâu đời nhất của hãng Lightning. Dòng đế cổ điển của hãng Lightning. Dòng đế có thể nói là ít giảm giá nhất của hãng Lightning. Nếu các bạn đã từng mua dòng giày này thì các bạn chắc chắn các bạn sẽ phải mua và giá nó rơi vào khoảng 1.1 triệu và 1.2 triệu. Đây là dòng đế cổ điển lâu đời hãng Lightning nha. Nó có công nghệ chống lật nha mọi người. Cái này yên tâm không bị lật cổ chân. Tuy là dòng tầm trung thôi nhưng mà nó vẫn đầy đủ công nghệ chống lật và các lỗ thoáng khí. Công nghệ đế cao su non-mênh-kinh thì đây là dòng đế tầm trung của hãng Lightning và dòng đế giữ giá nhất nha. Mẫu này 1.250.000. Hùng vẫn sẽ để mức giá tốt nhất như trước Tết cho mọi người. Đó là mức giá 550.000. Thực ra là Hùng cũng nhập nó đắt hơn một xíu đấy. Đắt hơn 10 tệ đấy. 10 tệ nó rơi vào khoảng 35.000 đó. Nhưng mà Hùng vẫn cố gắng để cho mọi người mức giá là 550.000. 1.250.000 giảm còn 550.000. Có size 39.5, size 40, size 41 và size 42, size 43 nha. Vâng, với mẫu này do Hùng vừa mới về hàng nên nó còn rất nhiều, nhưng nếu mà mọi người không liên hệ nhanh thì nó rất dễ hết hàng đấy. Bởi vì mỗi size thì Hùng chỉ có 2-3 đôi thôi. 1.250.000 giảm còn 550.000. Và nếu các bạn đã có giày rồi thì hãy giới thiệu cho những đồng đội của các bạn, những người bạn của các bạn để có thể mua, tranh thủ cơ hội này mua những mẫu giày giảm giá nhá. Đó là tất cả những mẫu giày cầu lông nam. Và giày cầu lông nữ thì bên Hùng chỉ có một mẫu duy nhất thôi. Và mọi người chờ Hùng một xíu ạ. Ok. Anh chị Pla Passer này, chị ơi, mẫu vừa rồi ấy, nó chỉ có size bé nhất là size 39.5 thôi chị nhá. Đối với giày cầu lông của hãng Lightning thì gần như là không có size 39 bao giờ đâu. Chỉ có size 39.5 thôi ạ. Chỉ có size 39.5 thôi chị. Pia Passer nhá. Em quên mất tên chị rồi. Ok, và cơ hội duy nhất cho các bạn, đây là một mẫu giày nữ cực kỳ đẹp và nó rất là hiếm và được rất nhiều chị em phụ nữ yêu thích.
Đây là mẫu giày thuộc dòng đế Lightning Saga, dòng đế vô cùng đặc biệt của Lightning và chỉ duy nhất Lightning mới có dòng đế kiểu như này ạ. Với dòng đế này, đây là dòng đế nhẹ nhất của hãng Lightning. Tuy nhiên đồng nghĩa với thế thì đế của nó cũng sẽ mỏng hơn một chút so với các dòng đế khác. Đây là công nghệ chống lật. Công nghệ chống lật này có tên là Multiflex nha mọi người. Công nghệ chống lệch lật Multiflex, cùng với đó là chất liệu da hơi bóng. Và các hoa văn của đôi giày rất là đẹp ạ. Đây là mẫu giày tầm cao của hãng Lightning nha mọi người. Đây các đường viền dọc ngang để giúp cho đôi giày bám hơn. Đôi giày này rất đẹp, đây là giày nữ nha các bạn. Chỉ có đây là giày nữ nha, không có size nam. Ok, cảm ơn Minh Giang đã chào anh. Và đôi này giá gốc. Đây các bạn có thể xem ở đây ạ. Đây là đôi giày có giá gốc là 499 tệ, tức là nó rơi vào khoảng 1.740.000 tiền Việt Nam. Và đây là tem cào chính hãng, đây là tem kiểm tra chính hãng. Với chiếc tem này chúng ta chỉ kiểm tra chính hãng được một lần thôi nha. Đây là công nghệ kiểm tra chính hãng, gọi là công nghệ đời trước của Lightning. Còn bây giờ thì đa số các công nghệ kiểm tra mã nó là công nghệ mã và vạch màu và in trực tiếp trên giày. Đây là kiểu mã. Đây là kiểu mã của công nghệ cũ nha. Còn công nghệ mới nó sẽ có kiểu mã khác và Hùng đã rất nhiều lần Hùng giới thiệu đến mọi người rồi. Đây là mẫu giày cầu lông nữ nha mọi người. Mẫu giày Lightning AITL 074 giá gốc là 1.740.000, giảm giá chỉ còn 750.000. Có nghĩa là nó giảm giá khoảng, chắc là tính sơ sơ thì nó chắc cũng phải tầm trên 60%. Còn 60% thì cũng không biết. Tuy nhiên thì mẫu giày này chính vì nó rất hot nên là từ khi Hùng về hàng thì nó đã sắp hết rồi. Và nó chỉ còn size 36 và size 37 thôi. Và mỗi mẫu thì chỉ còn 2 đôi thôi. Nếu các chị em chân bé nhá, size 36 và size 37, mẫu này chỉ còn duy nhất size 36 và size 37 thôi ạ. Đây là giày cầu lông nữ, một mẫu giày rất đẹp. Thực sự Hùng rất thích mẫu này luôn. Em nào đi mẫu giày này thì cực kỳ ấn tượng với Hùng. Đẹp lắm, công nghệ đế Lightning Saga. Công nghệ đế nổi bật và đặc biệt, không có thương hiệu nào có cái dòng đế kiểu như này. Ok, anh Phúc Nguyễn ơi, có gì mọi người nhắn tin. Có gì anh Phúc Nguyễn nhắn tin vào Facebook cho em nhé. Bởi vì là comment trên live stream này thực sự em rất bận và không có thời gian trả lời được đâu. Vì vậy em rất mong anh Phúc Nguyễn có thể nhắn tin. Anh Phúc Nguyễn có thể nhắn tin vào Facebook cho em thì nó sẽ tuyệt vời hơn ạ. Ok, size 36 và 37 thôi nha mọi người nhá. 1.740.000 giảm còn 750.000. Đó, ai nhanh tay thì người đó sẽ được thôi ạ. Với mẫu giày này Hùng rất tự tin vì Hùng nó về hàng mà Hùng chỉ nói qua một vài người thôi. Bây giờ thì sau khi kết thúc giới thiệu các mẫu giày cầu lông thì sau đây mới là chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là giày thể thao, giày thời trang và giày chạy này. Và những cái mẫu này thì nó mới gọi là phê các bạn ạ. Rất là phê. Hùng nhập về mà Hùng cảm giác nó nhập được những mẫu giày như thế gửi đến mọi người, Hùng cảm giác thế nó sung sướng lắm. Những mẫu nói thẳng là Hùng phải thích những mẫu đấy trước rồi Hùng mới nhập về bán cho mọi người. Ok, anh Khương Đức là người đầu tiên yêu cầu em giới thiệu các mẫu giày chạy và thời trang. Bởi vậy mà em sẽ giới thiệu giày nam trước nhá. Giày thời trang nam trước nhá. Em cảm ơn anh Trần Thắng đã inbox vào Facebook cho em. Tí nữa em sẽ trả lời anh nhá. Giày nam mọi người ơi, trời ơi đẹp thế. Em chỉnh lại cho mọi người thấy được vẻ đẹp của đôi giày này nó đẹp như thế nào. Bởi vì Hùng cực kỳ kết đôi giày này luôn. Ui, ra mồ hôi. Xin phép mọi người nhá, Hùng lấy nét cái. Ôi sao nó tối o mình. Đây là màu đen nên là nó không bắt vào live stream lắm. Làm thế nào để nó sáng hơn? Xin lỗi mọi người chờ một chút nhá, Hùng chỉnh ánh sáng một tí để mọi người có thể nhìn được mẫu giày nó nét nhất có thể. Sao ấn vào điểm không được nhỉ?
Ok, xin giới thiệu đến mọi người một mẫu giày chạy thời trang lai linh cao cấp. Màu này sẽ màu đen nhá, đúng rồi, đây chính là màu thật của đôi giày cho mọi người. Đây, ông để đưa sát ra thì nó sẽ hơi bị lóe sáng, nhưng màu thật của đôi giày nó sẽ là màu đen đậm như này nhá. Đây là giày, đây là có dòng đế, đây là dòng giày, dòng tờ giày tầm cao của hãng Lai Linh, giá gốc của nó là 1.740.000 đấy mọi người. Đây, bên này nó có một miếng nhựa này, đây là miếng nhựa nhá. Bên này nó cũng là một miếng nhựa này, nó giống thiết kế dáng giống như kiểu Ultra Boost đấy các mọi người, Ultra Boost của Nike đấy. Đây là hai miếng nhựa rất chắc chắn, hai miếng nhựa rất chắc chắn để giúp giữ gót của các bạn. Đây, đằng sau này nó cũng là một miếng nhựa nhưng mà nó được may ở phía trong, nó rất là xịn. Đôi giày, dáng giày rất đẹp, Hùng cực kỳ thích cái dáng giày này nhá, nó hấp dẫn thật. Hùng nhìn đôi giày Hùng muốn lấy đi luôn ấy, bởi vì là Hùng có nhiều giày lắm rồi nên Hùng đang xem xét. Đây, dáng giày rất là đẹp ạ. Đây là giày chạy nhá, giày chạy vừa đi chạy vừa thời trang nhá. Mọi người hãy xem đây, dòng đế của nó áp dụng dòng đế giảm chấn, đó là dòng đế Lai Linh giảm chấn Lai Linh Cloud, đây là công nghệ Cloud. Với cả đế của nó rất là dày, nó có 3 lớp này. Lớp đầu tiên là lớp mặt đế nhá, lớp thứ hai là giảm chấn Cloud rất là dày nhá mọi người. Lớp thứ ba thêm công nghệ giảm chấn nữa này. Đây là công nghệ Cloud, còn đây là công nghệ đệm, nó đệm ARC mọi người ạ. Đây, đôi giày này giá gốc là 1.740.000. Và Hùng sẽ giảm giá cho mọi người chỉ còn 850.000 nữa, tức là giảm 50% đó. Đây chính là dáng, đây chính là hình ảnh thực tế nhất của đôi giày. Đây mọi người có thể xem. Đôi giày này dáng giày rất đẹp, giày cao cấp, vải dệt của nó rất là xịn luôn. Vải dệt của nó rất là xịn luôn. Nói chung đôi giày này không có gì mà để chê cả. Cùng với đó là trên dây này, đây là những sợi phản quang mọi người. Những cái sợi trắng là những sợi phản quang, khi mà ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ lóe sáng lên đó mọi người. Đây, dòng đế này rất là hầm hố luôn. Hùng đã mua tặng cho bố Hùng một đôi giày dòng đế này. Dòng đế này chạy cực kỳ êm luôn. Đây, dòng running này. Nhưng đôi này vừa đi chạy vừa thời trang, chúng ta kết hợp đi chạy thời trang rất là đẹp. Thực sự Hùng thích nhất dòng kiểu dáng giày và dòng đế này luôn. 1.740.000 giảm còn 850.000 nhá. Và ngoài màu đen thì nó còn có màu xám. Nếu mọi người không thích màu đen thì mọi người có thể xem màu xám này. Đây, màu xám đây mọi người ơi. Ngoài màu đen thì nó còn có màu xám nhá. Màu xám cũng rất đẹp, vẫn là đôi giày đó. Lai Linh ARHM133. Giá gốc là 499 tệ, 1.740.000 và Hùng giảm giá còn 850.000. Đôi này thề Hùng nói thẳng với các bạn là nó chả kém gì mấy đôi giày của Nike 3-4 củ các bạn mua. Nếu các bạn là fan hâm mộ của Nike thì Hùng không nói. Nhưng nếu mà các bạn thích đi giày chính hãng mà nó ngon, mà các bạn muốn tiết kiệm thì các bạn lên đi Lai Linh. Hùng nói thẳng luôn, nó chả kém gì đôi giày 3-4 triệu của hãng Nidad cả. Công nghệ của nó không kém cạnh gì, chả qua là sự nổi tiếng các thứ với cả Lai Linh nó phát triển theo kiểu khác thôi. Định hướng bán hàng kinh doanh nó phát triển theo kiểu khác thôi. Đây, cổ thun ạ. Cổ thun co giãn nhá. Dáng giày rất đẹp, rất là kết. 1.740.000 giảm còn 850.000 nhá. Size thì có size 39,5, 40, 41 và 42. 39,5, 40, 41 và 42. Tuy nhiên thì số lượng mỗi sản phẩm thì rất là hạn chế. Mỗi sản phẩm thì Hùng cũng chỉ săn sách tay được 2-3 đôi thôi. Nếu mà ai muốn mua thì liên hệ Hùng nhá. Mọi người được biết đến những mẫu giày này đầu tiên tại livestream Hùng đấy, bởi vậy mà mọi người hãy tranh thủ cơ hội này. Đấy, đã có rất nhiều khách hàng nhắn tin đặt hàng cho Hùng rồi này, rất tuyệt vời ạ. Ok, mẫu giày tiếp theo Hùng muốn gửi tới mọi người ạ. Đây là mẫu giày cũng là running, vừa chạy vừa đi thời trang. Đây, dòng đế này. Nói chung là mấy cái công nghệ đế mới của hãng Lai Linh thực sự nó rất xịn.
Cái này giúp đôi giày đi rất là bám. Đây là lớp đế dưới cùng nhá. Lớp đế dưới cùng này. Cái lớp thứ hai là lớp công nghệ Air Max nhá. Lớp công nghệ đệm khí này mọi người. Mọi người thấy không ạ? Công nghệ đệm khí này. Cái này giảm chấn nó rất là êm luôn. Mọi người có thể nhìn hình ảnh của công nghệ đệm khí đấy. Và công nghệ thứ ba là công nghệ giảm chấn ARC này. Cái công nghệ này hấp thụ lực phải nói là cực kỳ dã man luôn. Đây dòng đế này nó có 3 lớp nhá, lớp mặt này, lớp Air Max và lớp ARC. 3 lớp, cái này đi rất là êm và nhẹ, đặc biệt là cái màu sắc của nó rất là đặc biệt. Màu sắc của nó rất là đặc biệt. Màu nó vải dệt của nó thì phải nói là rất xịn, ở đây là dòng tầm cao. Cho mọi người xem vải dệt của nó. Thì ông lấy nét này. Cho ông lấy nét này. Đây vải dệt của nó rất là xịn. Cùng với đó đây, các viền trên này nha mọi người. Đây này. Cái viền của dây này, cái này là phản quang nha mọi người. Cái này là phản quang nha. Đây cái lớp này này là lớp phản quang, thì ánh sáng chiếu vào nó sẽ lóe sáng đủ các màu sắc, 7 sắc cầu vồng luôn. Đôi này giá gốc là bao nhiêu tiền nhỉ? 99 tệ nha mọi người. 499 tệ thì giảm giá chỉ còn 680 hay 720 ấy, không nhớ nữa. Nhưng mà 1.740.000 mà giảm còn 680 hay 720 thì mọi người nghĩ sao ạ? Cái này thì có size 40, 41 và 42. Đôi này đi cực kỳ phê luôn. Thể. Đôi này đi chạy, đi tập thể dục, đi tập gym các thứ thì quá tuyệt vời luôn. Cái này có thể ok, có vẻ là livestream vẫn được giữ lại, tuy nhiên thì mọi người xem lại ao hết rồi. Vừa rồi thì Hùng bị sự cố mất mạng nha mọi người. Mọi người hãy trở lại livestream của Hùng ngay để Hùng tiếp tục giới thiệu những mẫu giày rất tuyệt vời nào. Bắt đầu có 20 người xem thì Hùng lại bắt đầu nhá. Mọi người giúp Hùng chia sẻ với ạ. Vừa rồi thì nó bị mất mạng một chút. Thì bắt đầu có 15 người xem thì Hùng sẽ tiếp tục giới thiệu những mẫu giày đến mọi người ạ. Những mẫu giày giảm giá ít nhất trên 50% bên Hùng. Mẫu giày rất tuyệt vời. Hùng đã giới thiệu dở mẫu giày này nha. Mã của mẫu giày này là AGCM097. AGCM097 nha mọi người. Đẹp thế. Đôi này mà đi chạy, đi thời trang thì phải nói là quá phê. 1.740.000 giảm còn 680 hay 720 thì đó Hùng không nhớ nữa. Thôi lỡ nói 680 thì anh em nào mua bán cho 680 luôn. Còn đã mua rồi thì phải nói là chắc chắn là phê. Không phê không lấy tiền. Cam đoan luôn, đây là giày tầm cao của hãng Lightning rồi mà. Một trong những dòng cao nhất của hãng Lightning về giày thời trang, giày chạy đó. Đây mọi người nha, mọi người xem nhé. Rồi công việc thì vẫn phải tiếp tục thôi. Bây giờ mới có 9 người xem nhé. Cảm ơn mọi người đã vẫn tiếp tục đồng hành cùng Hùng. Một đôi giày nam cuối cùng ngày hôm nay Hùng muốn giới thiệu đến mọi người. Ok, đây là mẫu giày rất đẹp. Đôi này thì nó siêu nhẹ. Nó rất là nhẹ.
mã giày này, Lightning ARBN007, giá gốc là 399 tệ, nó rơi vào khoảng 1,4 triệu, rơi khoảng 1,4 triệu. Đây là mẫu giày mà Hùng muốn giới thiệu đến mọi người đấy, giá gốc 1,4 triệu. Cái dòng đế này đây, nó rất là nhẹ, Lightning Run. Cái này vừa đi thời trang vừa đi chạy nhá. Cái lớp vải dệt của nó, lớp vải dệt của nó rất là thoáng khí luôn mọi người. Vải dệt nó áp dụng đây, đôi giày này siêu nhẹ luôn. Này lên, đôi giày này đi rất êm, rất nhẹ, cảm giác cực kỳ thoáng chân và thoải mái. Cái này đi thời trang đẹp này mọi người, vừa chạy vừa thời trang vừa tập gym, một đôi giày có vô cùng nhiều tác dụng, vừa đi chơi là được này, vừa đi chạy được này, tập gym này, đi thời trang, tất cả các thứ. Đôi giày này đều áp, có thể đây, nó công nghệ vải dệt của nó này, nó gần giống như kiểu dòng Superlight, dòng giày chạy nổi tiếng của Lightning trên toàn thế giới đấy mọi người. Nếu mà các bạn là dân chạy hoặc là các bạn chỉ cần am hiểu một chút thôi, các bạn sẽ biết đến dòng Lightning Superlight của hãng Lightning, là dòng giày chạy rất nổi tiếng thế giới, giày siêu nhẹ. Đôi này cũng là dòng gần giống với Superlight, nó rất là nhẹ. Nếu Hùng không nhầm thì đôi này, giày này chắc chỉ khoảng hơn 400 gram, đôi giày này khoảng hơn 400 gram thôi, rất là nhẹ và đặc biệt nó rất là thoáng khí. Cái này đi chạy hoặc là nói chung là đi mưa và dính nước thì chắc chỉ một tiếng sau là nó khô. Đôi này rất đẹp, màu sắc rất đơn giản nhã nhặn, có thể kết hợp với quần áo nha mọi người. 1,4 triệu giảm còn 650, 1,4 triệu giảm còn 650 nha mọi người. Cái này thì có size 40, 41 và 42 thôi, 1,4 triệu giảm còn 650. Vải dệt rất thoáng khí, công nghệ đệm của nó này, đế của nó rất là dày, không phải không nha mọi người. Cái này rất là êm này, sờ và cực kỳ êm luôn, để nó rất là hấp thụ lực rất là tốt. Đó là ba mẫu giày thời trang nam mà Hùng muốn giới thiệu đến các bạn, ba mẫu giày thời trang nam. Và bây giờ chủ đề chính của ngày hôm nay đó là giày thời trang nữ, và đa phần các mẫu ở đây của Hùng đang có đó là các mẫu nữ nha mọi người. Đa phần các mẫu Hùng đang có là các mẫu nữ chứ không phải là các mẫu nam. Bởi vậy mà các chị em nào là nữ comment 1 để Hùng biết. Có bao nhiêu bạn nữ đang xem livestream này của Hùng nào? Có bao nhiêu bạn nữ xem livestream của Hùng nào? Bởi vì Hùng sẽ giới thiệu đến các bạn những mẫu giày giảm giá cực kỳ sâu, sâu nhất trong tất cả những mẫu giày vừa nay Hùng giới thiệu. Những ai là nữ comment 1 để Hùng được biết không ạ? Để Hùng có thể giới thiệu nào, nếu mà không có nữ thì sẽ không giới thiệu nữa nhỉ. Ôi, hình như mình chuyển sang cái màn hình, nó màn hình không comment. Mình tạp màn hình. Đây rồi, xin lỗi mọi người nha, Hùng gạt mất cái màn hình, Hùng cứ nói một mình từ nãy đến giờ. Xem giày thể thao đi em, ok, xem nào. Ok, em cảm ơn Thùy Linh nha, hello Minh Tô, xin chào bạn Minh nha. Ok, bây giờ chuyển sang chế độ giày nữ nha mọi người. Thùy Linh và mọi người giúp đôi thể thao cam đấy. Ok, anh Khương Đức anh nhắn tin cho em nhá, đôi thể thao cam đấy ngon lắm anh ạ. Em thề với anh là khi nào mà anh nhận được hàng ấy, khi nào mà anh nhận được đôi đấy, em thề với anh sẽ phải cảm ơn em, và có thể là anh sẽ phải mong muốn là trả thêm tiền cho em đó. 1,000,000 vẫn là rẻ đối với đôi giày đó, nhưng tại sao mọi người lại được mua được giá như thế? Bởi vì Hùng săn được giảm giá rất là sâu và nó rất là hiếm nên Hùng mới săn được. Hùng săn được và Hùng cũng không vì thế mà Hùng tranh thủ Hùng bán cao để Hùng lấy lãi. Hùng nhập được rẻ thì mọi người sẽ mua được rất rẻ. Vì vậy mọi người yên tâm là Hùng có quy tắc bán hàng hết. Mỗi đôi giày là Hùng xác định lãi bao nhiêu tiền thì có quy tắc bán hàng hết. Cho dù Hùng nhập được rất rẻ nhưng Hùng sẽ không bao giờ, giả sử Hùng nhập được 500.000 mà đôi giày đấy bình thường ngoài thị trường bán 1,000,000, ví dụ nhá, giả sử Hùng nhập được 500.000 đi, giả sử thôi, bởi vì nó sẽ không có mức giá 500.000, giả sử Hùng nhập 500.000 và giá ngoài thị trường nó rơi vào khoảng 1,3 triệu thì Hùng bán tầm 900, 1,000,000 thì vẫn là rẻ thôi thị trường, đúng không ạ?
Tuy nhiên, chính vì ông nhập được mức giá rẻ thì ông để cho mọi người mức giá cũng rất rẻ thôi. Đó, đó là điều tuyệt vời. Ok, tối feedback nhé. Ok, anh cảm ơn Thùy Linh. Thùy Linh nhận được giày hả? Anh cảm ơn Thùy Linh nhé. Thùy Linh đã đặt order bên Hùng đôi giày cầu lông rất là đẹp. Và bạn ấy còn giới thiệu cho Hùng đặt thêm 3 đôi giày cầu lông khác cho những người quen của bạn ấy. Thực sự anh cảm ơn Thùy Linh rất tuyệt vời. Em rất tuyệt vời. Ok, bây giờ Hùng giới thiệu các mẫu giày thời trang nữ nha các chị em phụ nữ nào. Mẫu giày Lailing ARHN014, mẫu giày nữ. Đây là mẫu giày mà Hùng yêu thích nhất. Yêu thích nhất nhỉ? Các bạn biết tại sao? Bởi vì Hùng đang đi một đôi giày này của nam, nhưng nó là mã khác. Nó giày nam giày nữ khác nhau nhá, khác mã thôi. Có nghĩa là nó giống nhau hoàn toàn, nó chỉ khác mã của nữ thì mã sẽ khác, của nam sẽ mã sẽ khác. Đôi giày này rất đẹp, màu xám trắng, màu xám kết hợp một chút trắng này. Đây, dòng đế đây. Dòng đế ARC đó. Còn đây này, công nghệ giảm chấn này, ARC này. Hùng đánh giá đây là một trong 3 dòng đế êm nhất của hãng Lailing. Và đây là dòng đế Hùng thích đi nhất. Với đôi giày này ấy, cái dây này thì chủ yếu là để trang trí cho nó đẹp thôi. Còn các bạn đeo nó rất tiện lợi. Các bạn chỉ cần kéo cái này ra, các bạn đút chân vào là được, không cần phải nới dây gì cả. Dây chỉ để cho nó đẹp thôi. Hùng đang đi đôi giày này mà đi đôi giày này vào đảm bảo là phê 100% vì nó rất là êm các bạn. Êm dã man luôn và nó rất là nhẹ. Đôi giày này duyên dáng rất là đẹp. Đôi này giá gốc của nó, đây là đôi cao cấp nhất trong tất cả những đôi từ đầu giờ Hùng giới thiệu đó các bạn. Giá gốc của nó tận 539 tệ cơ. Nó rơi vào khoảng 1.900.000 các mọi người ạ. Tuy nhiên Hùng sẽ bán rẻ. Nó chỉ có size 37 và size 38 nha. 750. Nói thật luôn, ai mua được đôi giày là sự may mắn của các bạn. Hùng nói thẳng là như thế. Bởi vì đôi giày này trước Tết Hùng đặt order cho khách là 1.100.000. Và Hùng chả hiểu tại sao đấy là đã rẻ nhá, vì giá gốc là 1.900.000. Nhưng may mắn Hùng nhặt được size 37 và size 38. Mỗi size chỉ có 2 đôi thôi. Có nghĩa là đôi giày này Hùng chỉ có 4 đôi thôi. Đây là giày cao cấp nhất của hãng Lailing ở dòng giày chạy, giày thời trang nhé. 539 tệ, đôi giày đắt nhất trong tất cả những đôi mà Hùng vừa giới thiệu đến mọi người. Từ đầu livestream đến giờ. Giày nữ size 37-38. Và nếu mà Hùng có người yêu thì chắc chắn Hùng sẽ chọn đôi giày này cho người yêu Hùng đi. Chắc chắn sẽ tặng người yêu đôi giày này. Nhưng mà rất tiếc là chưa có người yêu nha mọi người. Ok, tiếp theo ạ. Ok, một đôi giày màu xám, cũng rất đẹp, nó ứng dụng công nghệ giống như đôi lúc nãy. Giống như đôi màu cam lúc nãy, đó là đây là giày cho nữ nha. Mặt đế ngoài này rất bám. Tiếp theo công nghệ đế, công nghệ lớp thứ hai đó là công nghệ E-Max, công nghệ đế đệm khí. Và công nghệ thứ ba đó là giảm chấn ARC. Nó có 3 lớp đế, đi sẽ rất êm. Nói chung là mấy dòng đế mà Hùng vừa giới thiệu đến mọi người ấy, thực sự nó êm lắm mọi người ạ. Đi xong là thích luôn, không muốn đi Nike, đi Dad luôn. Đặc điểm của đôi giày này đó là form giày rất là gọn chân, dành cho những ai chân thon nhá. Cái này thì Hùng chỉ có một đôi size 37 và một đôi size 38 thôi. Đây, một đôi size 37 và một đôi size 38 đấy nha mọi người. Dòng đế của nó, dòng đế có 3 lớp. Lớp đế mặt chống mài mòn rất tốt, lớp đế thứ hai đó là lớp đệm khí E-Max và lớp đế thứ ba đó là lớp ARC, đều là các lớp giảm chấn cực kỳ tốt, có 3 lớp giảm chấn. Hiếm có những mẫu giày nào, hãng giày nào mà có tới 3 lớp giày giảm chấn như thế á. Và dĩ nhiên thì giá gốc của nó không phải là rẻ đâu mọi người. Một đôi size 37 và một đôi size 38 nhá. Đây là dòng đế gọi là rất là gọn chân. Thế nên là ai thích đi gọn thì có thể. Có, em đã giới thiệu rồi anh Châu Tài. Tí nữa anh xem lại livestream nhá. Có. Em đã giới thiệu từ trước khi anh vào xem livestream rồi cơ. Ok, mã giày là gì ạ? Mọi người cùng xem. AGLN062. Giá gốc là bao nhiêu đấy ạ? Giá gốc là 499 tệ. Có nghĩa là nó cũng là 1.740.000. Và đôi giày này Hùng cũng bán 750 nhá. Cũng là 750, 1.740.000 giảm giá còn 750. Hàng chính hãng 100% giảm 1 đền 10. Mọi người nhận được hàng rồi thì mọi người muốn trả thêm tiền cho Hùng đấy. Hùng khẳng định tất cả những mẫu giày Hùng
giới thiệu ở đây. Mọi người nhận được hàng, mọi người muốn trả thêm tiền cho Hùng đấy. Nếu mà ai ai muốn trả thêm tiền cho Hùng thì cứ cứ inbox cho Hùng. Mà thôi thì có gì Hùng để tài số tài khoản công khai ở trên trang cá nhân. Có gì mọi người muốn trả thêm tiền thì mọi người cứ bắn vào nhé. Còn mẫu gì ạ? Ok, mẫu giày cuối cùng của nữ mà Hùng muốn giới thiệu đến tất cả mọi người. Dòng hộp nhìn rất lạ đúng không ạ? Bởi vì đây là một dòng giày. Dòng giày mà khiến thương hại. Đây là dòng giày mà khiến thương hiệu Lining nổi tiếng trên toàn thế giới và cạnh tranh với các thương hiệu giày chạy, giày thời trang khác. Đố các bạn biết đây là dòng gì? Đố ai comment cho mọi người một phút, mọi người comment ạ. Cái hộp của nó rất lạ. Đây là dòng đế, dòng giày. Đây là dòng giày nổi trội nhất của hãng Lining mà nó khiến cho dân running, khiến cho dân chạy, dân running và những người fan của Lining phấn khích, bởi vì đây là dòng nó đã có nghĩa là nó nổi tiếng nhất của hãng Lining trên phương diện giày chạy. Ok anh Châu Ta, có gì anh qua em ở số 33 đường sông Nhuệ gần trường học viện tài chính nha anh Châu Ta. Trường học viện tài chính trong Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm nhanh ơi. Có gì mọi người qua bên này chọn giày nhá. Qua lấy nhanh không hết hàng đó. Bởi vì trong thời gian mọi người chưa đi đến đây thì đã có rất nhiều người đặt hàng qua mạng mà Hùng đã chuyển hàng rồi. Và mỗi đôi chỉ mỗi mẫu chỉ có mỗi size chỉ có 2-3 đôi thôi. Thôi không vòng vo nữa. Xin giới thiệu đến mọi người mẫu giày thuộc dòng Lining Super Light. Dòng giày siêu nhẹ của hãng Lining. Khối lượng của đôi giày chỉ hơn 300g. Là dòng giày, một trong những dòng giày nhẹ nhất thế giới hiện tại. Và nó làm lên tên tuổi của hãng Lining. Nó có tên là Lining Super Light. Ok, đây là giày Lining Super Light 14. Được sản xuất vào năm 2017. Giá gốc của đôi giày này đó là 479 tệ. Mã của đôi giày này là ARBN058 nha mọi người. Đây là màu xanh dương. Màu này rất là trẻ trung và nữ tính. Đặc biệt là với dòng Superline này thì nó rất là gọn chân. Đây các bạn xem vải dệt của nó này. Các bạn có thể nhìn xuyên vào trong đúng không ạ? Hùng xò tay vào trong nhé. Các bạn có thấy tay Hùng xuyên vào trong không ạ? Vải dệt của nó nhìn thì có vẻ mỏng, nhưng công nghệ vải dệt của nó rất chắc chắn. Và đây là dòng giày nổi tiếng nhất của hãng Lining về thương hiệu giày chạy. Đến những người chả biết đến hãng Lining, nhưng mà khi mà họ quan tâm đến giày chạy thì họ sẽ biết đến hãng Lining. Đây ạ, mặt đế của nó có các đường dọc và đường ngang. Nó rất là bám, giúp đôi giày rất là bám. Thậm chí cái nền sân, nói chung là nó giữ cho đôi giày nó bám nền. Phải nói là rất bám nền với cái công nghệ mặt đế như này đó các bạn. Đây, đây là miếng, chỉ những giày cao cấp thì mới có cái miếng này, người ta gọi là miếng carbon. Đây là miếng carbon mà đây đây người ta gọi là công nghệ chống xoắn nhá. Thường thì các mẫu giày tầm bình thường thì sẽ không bao giờ có công nghệ chống xoắn đâu ạ. Đây là miếng carbon. Đó các bạn. Đôi giày nữ nhá. Giá gốc là 1.479.000 tệ thì nó rơi vào khoảng 1.600.000. Và ngoài store thì họ cũng toàn bán 1.600.000 thôi. Nhưng các bạn mua tại livestream của Hùng chỉ có giá 750.000 thôi. Đôi giày siêu nhẹ nhá, có hơn 300g thôi mọi người nhá. Đôi giày nhẹ, gần như một trong những đôi giày nhẹ nhất thế giới, Lining Super Light. Đôi giày này thì chỉ có size 37 và size 38 thôi. Anh em nào mà muốn mua quà tặng cho vợ sắp mùng 8 tháng 3 đúng không ạ? Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, sắp mùng 8 tháng 3 rồi. Thì mọi người có thể tặng cho vợ mình một đôi giày. Người vợ đã chăm chút cho gia đình và đã rất tần tảo, cũng như là sáng dậy nấu cơm hay là chăm sóc cho các bạn rất là nhiều. Vì vậy, tranh thủ cái dịp mùng 8 tháng 3 này có thể tặng vợ mình một đôi giày. Bình thường các bạn ra store mua đôi giày này 1.700.000 tặng vợ. Còn bây giờ Hùng, các bạn mua giày tại livestream của Hùng thì các bạn mua nó với giá 750.000 và chất lượng tương đương giống hệt nhau. Cái này chỉ có size 37 và size 38 thôi mọi người nhá. 1.600.000. Dòng giày nổi tiếng nhất thế giới, nhẹ nhất, một trong những đôi giày nhẹ nhất thế giới luôn. Ok chị
Paza Ca Sơn cứ từ từ, bởi vì là sắp tới ngoài màu đấy thì nó còn có màu khác, biết đâu mọi người lại thích màu khác hơn thì sao. Ok, đây là màu thứ hai của đôi giày Lightning Superlight. Hùng giới thiệu, Hùng sẽ không giới thiệu công nghệ nhá. Đây này, à Hùng giới thiệu thêm một chút về công nghệ đôi giày nhá. Miếng carbon chống xoắn này, công nghệ đế. Công nghệ đế rất là bám. Đây là công nghệ giảm chấn Lightning Cloud. Công nghệ giảm chấn nổi tiếng, công nghệ nổi, đây cũng là công nghệ đế nổi tiếng nhất của hãng Lightning này. Nó có cái biểu tượng giống như kiểu ôm này. Công nghệ siêu nhẹ và siêu giảm chấn của hãng Lightning. Nó người ta gọi là công nghệ bọt biển. Công nghệ bọt biển của hãng Lightning. Đế này, với dòng đế này thì nó giúp đôi giày siêu nhẹ và siêu êm. Cùng với đó là vải dệt, các bạn có thể thấy ạ. Mọi người có thể nhìn xuyên vào trong luôn. Đây ngón tay của Hùng đấy. Mọi người thấy tay Hùng di chuyển không ạ? Vải dệt nhìn của nó thì rất mỏng nhưng nó rất là chắc chắn. Công nghệ giả vải dệt 3 chiều của hãng Lightning nó rất là chắc chắn các bạn ạ. Đây đặc biệt form giày nó rất là thon gọn nhá, siêu nhẹ nhá, đi đôi này rất là thích nhỉ. Mấy nữa thì Hùng sẽ về Lightning Superlight cũng cùng thời với con này. Tuy nhiên thì chỉ săn được mỗi size 42 thôi, nếu anh em nào đi size 42 thì liên hệ Hùng nhá. Thế thì Hùng sẽ lấy một đôi để Hùng đi. Mấy nữa Superlight này sẽ về đôi của Nam. Ngoài màu xanh dương hôm nay thì nó sẽ có màu xám này nhá. Đó, một màu này cũng rất là đẹp và đơn giản. À, Hùng giới thiệu chút đó đây. Lightning Superlight nó có cái miếng này, miếng nhựa này. Nó miếng nhựa, đây là miếng nhựa. Đây các bạn nhìn thấy chữ Superlight không ạ? Superlight 14 nhá. Đây là đôi Lightning Superlight 14. Miếng nhựa giúp giữ gót và giúp cố định chân rất là chắc chắn. Cùng với đó này, bên trong nhá, bên trong lớp vải dệt này nó là một lớp phản quang. Có thể qua live stream này mọi người không nhìn thấy, nhưng mà đây này, nó có một lớp phản quang ở bên phía trong này, khi mà ánh sáng chiếu vào nó sẽ lóe sáng rất là đẹp. Cùng với đó là các bạn thấy các đường chỉ, các đường chỉ trên cái dây giày này không ạ? Đấy chính là sợi chỉ phản quang đấy. Đó chính là sợi chỉ phản quang, khi mà ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ lóe sáng. Giày ban đêm ấy, khi chạy ban đêm ấy thì người ta phản quang nó chiếu vào thì đôi giày nó sẽ lóe sáng lên. Đôi giày nó sẽ lóe sáng lên, khiến đôi giày của bạn rất nổi bật vào ban đêm, khiến người khác chắc chắn sẽ phải chú ý. Thực ra nó để an toàn, nó là công nghệ an toàn của các thương hiệu hàng đầu thế giới thôi. Đó là phản quang khi mà chạy ban đêm, mà xe cộ nó chạy nó lóe vào thì người ta có thể dễ dàng nhìn thấy. Đó, đây màu xám nha mọi người. Cái này có duy nhất size 37 và size 38 thôi nhá. Mỗi size thì chỉ có 2-3 đôi thôi ạ. Không có nhiều nha mọi người, bởi vì hàng săn giảm giá mà nó rất là hiếm á. 1.600.000 giảm giá còn, giảm giá còn 750.000, giảm giá còn 750.000. Hãy tranh thủ cơ hội này để mua, hãy đầu tư cho mình một đôi giày đấy ạ. Đôi giày này đi được vài năm nữa các bạn, nó rất là bền. Hãy tranh thủ đôi giày, cơ hội này để mua giày để tặng vợ, tặng người yêu của mình đi các bạn. Các anh được rồi, các anh được rồi. Tiếp theo ngoài hai màu đấy nó còn có một màu nữa, màu cuối cùng, màu nữ tính nhất, chắc chắn là mọi người đoán ra nó là màu gì ạ. Ok, màu cuối cùng của đôi giày Lightning Superlight 14 đó là màu hồng. Với đôi giày này thì nó có size 37, 38 và một đôi 39 nhá. Có duy nhất một đôi 39 nhá. Còn anh Phạm Trần Hải, anh Phạm Trần Hải đặt mua đôi nào nhỉ, em không để ý, có gì inbox cho em nhá. Giày nữ thì hai đôi lúc nay, hai màu lúc nay thì chỉ có size 37, 38 thôi. Còn màu này thì có size 39 và chỉ có duy nhất một đôi size 39 thôi nhá. Lightning Superlight 14. Đôi giày làm lên thương hiệu của hãng Lightning, làm lên tương tự tên tuổi của hãng Lightning trên toàn thế giới. Đôi giày chỉ nặng hơn 300g, một trong những đôi giày nhẹ nhất thế giới. Đây, công nghệ miếng carbon, công nghệ chống xoắn, đế rất là bám, công nghệ giảm chấn bọt biển Lightning Cloud, công nghệ vải dệt 3 chiều. Công nghệ vải dệt 3 chiều rất chắc chắn luôn. Và đặc biệt nó rất thoáng khí này mọi người. Đôi giày rất gọn, rất đẹp. Đây, màu nữ tính nhất nha là màu hồng. Cả ba màu đều rất đẹp, bởi vậy mọi người hãy có cho mình lựa chọn phù hợp nhất, phù hợp với phong cách của mỗi người. Đây, màu xám, màu hồng. Mình sẽ... đây ba màu sắc của đôi Lightning Superlight 14.
đây nha mọi người, màu hồng này, màu xám này, màu xanh dương này, xanh dương nhạt này. Lightning Superlight 14, dòng giày chạy nổi tiếng thế giới của hãng Lightning. Giá gốc 1.6 triệu, giảm giá còn 750.000. Đôi giày được sản xuất vào cuối năm 2017. Lô hàng này là được sản xuất vào tháng 11 năm 2017 nha mọi người. Đây, mỗi đôi, mỗi size thì chỉ có 2-3 đôi thôi. Riêng với đôi tím này thì có size 37, 38 và 39. 39 thì chỉ có một đôi thôi. 38 và 37 thì có hai đôi. Còn những cái này thì hình như là mỗi size chỉ có 2, cùng lắm là 3 đôi. Đó. Hãy tranh thủ đi ạ, mùng 8 tháng 3 rồi, tặng quà cho mẹ đi ạ, tặng quà cho người yêu, tặng quà cho vợ mình đi ạ. Còn gì tuyệt vời hơn nữa. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Thôi đã lỡ giới thiệu rồi thì không giới thiệu nốt. Không giới thiệu nốt ạ. Không, còn một đôi dép Lightning để cho đi cho mùa hè. Đôi dép Lightning cái này chỉ còn một đôi duy nhất, size 42 thôi nha mọi người. Đây là đôi giày Lightning, đây là biểu tượng của huyền thoại bóng rổ thế giới Dewey. Đây là dòng dép thường thì được các vận động viên bóng rổ đi. Hiện tại thì Hùng cũng đang đi đôi dép này. Nó ở cửa kìa. Đôi dép này Hùng đang đi. Nó đấy, nó công nghệ nhá. Mọi người xem này. Mọi người nhìn thấy cái biểu tượng này quen quen không ạ? Từ nãy giờ Hùng giới thiệu toàn cái biểu tượng này đó. Đây là công nghệ đệm bọt biển hãng Lightning, công nghệ Lightning Cloud. Cái đôi dép này Hùng nhớ không nhầm hình như là Hùng nhập 280 hay 320 đó. Nhưng bây giờ Hùng bán cho mọi người 250 nhá, còn đúng một đôi thì Hùng bán lỗ nhá. Nếu mà bạn nam nào mà đi size 42 nhá. Hàng chính hãng 100% nha mọi người. Chính hãng 100%, đây mã check code này này. Kiểm tra chính hãng luôn. Mọi người có dùng mã này kiểm tra chính hãng luôn cũng được. Chính hãng 100%. Giá gốc của nó xem nó ở đâu nhỉ? À, giá gốc nó ở trên hộp. Giá gốc trên hộp là 139 tệ, nó cũng rơi vào khoảng 5 lít thôi các bạn. Đây đôi dép 139 tệ rơi vào khoảng 500.000 duy nhất, một đôi size 42 thôi. Tại vì Hùng có rồi nên là Hùng sẽ không lấy đi nữa. Đây. Thích hợp cho anh em chơi thể thao nhá. Giá 500.000 Hùng bán 250 đó. Thực ra là Hùng bán lỗ vốn, thực sự là đôi này là Hùng bán lỗ vốn này. Bạn nào đi size 42 mà muốn dép đi êm cho mùa hè. Đôi này rất là bền, rất là trâu bò, nó đi rất là êm. Thì mọi người hãy liên hệ Hùng để Hùng để nốt cho size 42 nhá. Thực ra là cái này còn mỗi một đôi nên tiện trong livestream này Hùng giới thiệu thôi. Chứ còn nếu mà để đăng bán thì Hùng lười lắm. Thực sự. Ok, anh chào Tuấn Hoàng nhá. Em rất tuyệt vời, cảm ơn em. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ livestream của Hùng ạ. Mọi người hãy đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, bởi vì thực sự luôn các bạn ạ, hàng xâm giảm giá mà đã bán hết rồi thì chả còn nữa. Và Hùng muốn giữ lại cơ hội đó cho các bạn cũng không được. Hùng muốn nhập thêm với giá như thế cũng không được. Toàn những đôi giày 1.6 triệu, 1.7 triệu và giảm giá còn toàn 700. Thực sự sẽ một nhiều người, chắc chắn là rất nhiều người nếu mà chưa biết đến Hùng, họ sẽ đặt câu hỏi: thằng này bán hàng fake chứ gì? Không, hàng chính hãng 100%, có thể check code kiểm tra chính hãng trực tiếp trên trang chủ Lightning. Và khi các bạn nhận được giày rồi, các bạn sẽ phải mong muốn trả thêm tiền cho Hùng. Hùng cam kết điều đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ livestream của Hùng. Goodbye những người xem cuối cùng. Goodbye chị Nguyễn Lý. Goodbye Nguyễn Tuấn Hoàng. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ Hùng đi ăn đây. Mải livestream quá, bây giờ gần 2 giờ rồi. Mấy hôm nay đều livestream đến muộn và gần 2 giờ mới đi ăn. Goodbye, có ai muốn chào không ạ? Bye bye, support Hùng. Phân phối livestream chính hãng rẻ nhất.